in the upper left in the blue. His ID is... Vâng, chào các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu thứ 3 của trận Winamax. Đây là Innovation của ông ta. Innovation chính là Teruan màu xanh. Còn đây là game thủ Protoss màu đỏ của ông ta. Anh ấy chính là SK T-com T1 Patting. Procaster. No. I'm not caster. Cái gì? Chả hiểu, tự dưng anh hét lên. Tôi chả hiểu gì cả. Chả hiểu anh bình luận viên tiếng Anh, anh ấy là làm gì. Vâng, lúc nãy mình vừa bấm nhầm. Cho nên là tự dưng tắt mất kênh stream. Nhưng giờ thì mình đã quay trở lại với cả các bạn rồi. Hiện nay thì tỷ số của ta đang là 1-1 và chúng ta đang ở trên map King Seoyo Station thưa các bạn. Một map đấu với hai vị trí xuất phát. Map đấu lần này theo như tôi đánh giá thì nó rất có lợi cho cái việc Protoss của ta có ý định chơi như kiểu Orker hay là cái gì đấy nó bất thường. Tất nhiên đấy là chỉ có lợi một chút cho Protoss mà thôi. Còn phía Teruan của ta thì họ lại rất có lợi cho việc là lên những unit drop. Ví dụ như kiểu là Mavac. Hoặc là những tập trung sử dụng những cái con Mavac đó để mình đi drop quân đội bio vào trong mỏ của Protoss là rất hợp lý thưa các bạn. Và chúng ta cùng chờ đợi xem trận đấu này thì Innovation thể hiện cái sự thần thánh trong micro của anh ấy một lần nữa như thế nào. Các bạn thấy rằng hiện nay thì con Pope phát hiện ra đối phương cũng lại chơi build giống như ở hai cái đấu trước rồi. Lại tiếp tục là Reaper thôi thưa các bạn. Còn ở phía bên Protoss của ta, anh ấy đang lên cho mình một cái expand. Như vậy chuẩn bị ăn mỏ 2 rồi. Và các game thủ của ta hầu như là hiện nay đa phần đều ăn mỏ 2. Rất ít khi mà họ lại chơi một mỏ thưa các bạn. Tuy nhiên là cái việc đi scout thì vẫn phải diễn ra như bình thường. Không thể nào bỏ được. Nó là một hành động như kiểu là bản năng và như là thói quen rồi. Các bạn game thủ của ta mà khi thi đấu cũng tốt nhất là cũng nên phải giữ cái khả năng này. Kể cả có Gosu thì cũng phải scout thôi. Các bạn đừng bao giờ bỏ quên cái việc scout. Ngày xưa cũng có một thời gian mình chơi là cái Uli. Mình chả cần quan tâm đối phương chơi cái gì. Mình cứ Marco và counter lại đối phương cũng như là scout thôi. Nhưng mà cuối cùng là cái việc scout muộn nó gây ra cho mình rất nhiều những thiệt thòi. Cho nên mình đã quyết định là mình phải đổi được cái cách đánh. Để mà đánh theo kiểu nó bài bản hơn. Bạn nào ở trên chat room mà đang bạn nào ở trên chat room mà chơi theo kiểu đấy thì các bạn chat lên câu nhá để mình biết nữa. Bạn thấy rằng hiện nay thì vâng, hiện nay thì đã bắt được một con pop rồi. Đó chính là thanh niên Reaper của chúng ta. Xin thưởng một tràng pháo tay cho thanh niên Reaper vì đã bắt được một con pop. Còn phía Massive Core hiện nay đang lượn lờ ở phía bên trong để cố gắng bắt được cái con Reaper này. Nhưng tất nhiên là hơi khó tại vì Reaper bây giờ với chỉ một mình con Massive Core là quá khó. Bắt buộc sẽ phải có thêm một con Stalker nữa. Hiện nay Stalker đang được mua ra và có vẻ là game thủ bắt tinh vừa đặt xuống cho mình nhà Twilight Castle để chuẩn bị nâng cấp Link Stalker rồi. Và vị trí bên này có vẻ cũng hơi khó cho thanh niên Reaper để có thể scout được. Chỉ phía trên thì nó có thể có một cái tảng đá để có thể là nhảy lên được và bên trong bên bay, còn ở phía bên này thì có vẻ sẽ hơi khó. Bạn thấy hiện nay thì Teruan đang bắt đầu đặt xuống cho mình Tech Lab chuẩn bị nâng cấp rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem là nâng cấp cái gì đây. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là nâng cấp Steam. Protoss vẫn sắp sửa hoàn thành xong cho mình nâng cấp kia rồi, cái nâng cấp Blink sắp sửa đạt được hoàn thành xong cho mình nhà nâng cấp rồi. Blink Soccer đã bắt đầu các bạn. Massive Core bắt đầu được đưa đi à? Không, nó chỉ dừng ở đây thôi. Vâng, bây giờ Reaper lao lên, nhìn thấy Stalker rồi, Stalker. Vâng, Stalker đuổi nó ra ngoài rồi. Quá may mắn luôn. Hiện nay thì tôi chỉ nhìn thấy được cái nâng cấp slow cho Teruan đã bắt đầu rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là hiện nay Barak, vâng, ba cái Barak đang đẩy, đang trên đều quân ra. Quân đội của Teruan bắt đầu được đưa đi rồi. Thì một pha tấn công vào vị trí mỏ thứ hai đây. Vâng, đây rồi, một pha scan. Nhìn thấy được Twilight Castle rồi. Nhưng mà Twilight Castle có gì không? Nó có nhấp nháy không đây? Vâng, nó đang nhấp nháy và bây giờ nhà Robotic Fact City ở đây rồi. Sẽ là một pha Blink Colo chăng? Hiện nay có vẻ Batting có vẻ đánh nghiêm túc hơn hẳn rồi. Không nhờ game đấu thứ hai vừa rồi nữa. Chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì Factory bắt đầu đặt xuống cho game thủ Innovation của ông ta. Anh ấy chuẩn bị đẩy quân vào vị trí mỏ 2 của Patting rồi. Patting có chuẩn bị quân phòng ngự kịp không? Đây, Stalker nhìn thấy quân đội đối phương lao vào rồi. Ngay lập tức phải giúp quân của mình trở về. Bật Protoss, đúng rồi, bật rồi. Và ngay lập tức thì quân đội Teruan rút ra ngoài luôn. Hiện nay đang có 3 con Stalker ở đây.
Vâng, ba soccer đây tốt nhất là Tehran nên nên, nên 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 rút về thôi. Có cái pô tông over chạc nó phòng ngự cực kỳ khủng khiếp thôi bạn. Hiện nay thì con Reaper đây phát hiện ra được hai gate nữa rồi. Đây là thời điểm mà Poto của ta đã bắt đầu đặt gate cho mình. Vâng, robotic bay rồi. Vâng, tech lên cho mình Colo thưa bạn. Ta có thể thấy rằng hiện nay thì con đội của cái gì đây, đây là nhà Starport và một cái add-on Richter. Như vậy Terran sắp sửa lên cho mình hai Mavac. Còn phía bên Protoss của ta thì đang chờ cho nhà nâng cấp mà bây giờ mới bắt đầu nâng cấp warp gate ạ. Này hình như bị quên rồi. Không biết là có quên không nhỉ? Chứ bây giờ mình nâng cấp warp gate có vẻ hơi muộn khi mà đã có hoàn thành xong nâng cấp Blink Stalker rồi. Sợ thế nhỉ? Chứ tôi chắc chắn đây là muộn rồi thưa bạn. Tại vì bình thường thì hiện nay Blink hoàn thành xong thì có nghĩa là cũng phải hoàn thành xong cả cái nâng cấp kia chứ. Này thì Protoss dừng hoàn toàn việc lên cho mình họa lên dừng hoàn toàn cái việc lên Stalker. Anh ấy đang đưa quá bây dừng vào đây làm gì đây. Vâng, chuẩn bị để thử đối phương trang. Ôi là đối phương có nhìn thấy không? Vâng, con đội đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà hầu như Protoss ta chả đưa có chả hạo gì xuống cả. Protoss đang bắt đầu đặt súng màu 3 cũng như là lên cho mình Colo và nâng cấp tầm bắn xa Colo rồi, thêm cả nâng cấp Fog nữa. Thêm cả một nhà Fog để chuẩn bị nâng cấp. Các bạn thì thấy là hiện nay thì Terran sắp sửa hoàn thành xong cho mình nâng cấp Steam rồi. Bên cạnh đó nâng cấp Combat Seal cũng đã bắt đầu và thêm cả nâng cấp cộng 1 tấn công cho Terran nữa. Hiện nay Stalker bắt đầu đưa trở về. Ồ vâng, các bạn thấy đấy, vâng. Đó chính là cái vấn đề. Và tình trạng này tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy bỏ quên mất cái warp quân rồi. Quên mất cái nâng cấp warp quân rồi. Thời điểm này gate vẫn chưa thể hoàn này. Chưa warp được. Army supply của bộ tuần này có mấy, có khoảng tầm 23 thôi. Trong đó Terran đã gấp đôi rồi. Thời điểm này mà Terran mà put sang chắc là Protoss được vỡ mặt luôn. Hiện nay mới bắt đầu hoàn thành xong trang mình warp gate. Sao thế nhỉ? Halloween is getting closer, Artosis. I guess it always is, right? 10 phút mới xong. Ảo đấy. Hiện nay chúng ta thấy rằng đây chính là đội Terran tấn công thẳng vào vị trí mỏ này rồi. Có kịp không? Không được rồi. Không có đội ở đây và các bạn có thể thấy đấy ạ. Cái tội hoàn thành xong warp gate muộn nên ít quân quá. Không thể nào mà ăn nổi mỏ 3. Giờ thì chờ cho Colo thôi. Hiện nay bắt đầu nâng cấp chạc và nâng cấp cộng 1 giáp bắt đầu rồi. Đồ tốt đã thêm cho mình Canon để chuẩn bị phòng ngự nữa. Hiện nay mùa rêu đang bắt đầu tấn công ở vị trí mỏ thứ 3 của đối phương. Nhưng mỏ 3 của Terran thời điểm này cũng không có gì nhiều để mà tấn công rồi. Nó chỉ vừa rồi nó chỉ mới chơi được một con SCV mà thôi. Này, chúng ta thì thấy rằng nâng cấp chạc mới hoàn thành khoảng tầm 10% thôi. Nói chung là vẫn còn quá thấp. Trong khi đó thì Protoss đang đặt lại cho mình mỏ 3. Mỏ 3 Terran sắp sửa hoàn thành xong rồi. Trận đấu lần này có vẻ là Patin đang bị tâm lý quá lớn này phải, khi mà anh ấy để cho đối phương dẫn trước quá nhiều lợi thế, đặc biệt là cái việc mà nâng cấp warp gate bị muộn như vậy. Đó đây là một câu hỏi rất lớn của tôi cho Patin. Nhưng mà tận hơn 10 phút anh ấy mới hoàn thành xong được cái warp gate. Quân đội của anh ấy quá ít. Thời điểm này Terran chuẩn bị tấn công ở vị trí mỏ phía sau rồi. Army supply thời điểm này của Terran là khoảng tầm 83 63 tầm mấy 67 ạ. Đó 67. Chênh lệch nhau khoảng tầm mười mấy unit rồi, hai mấy rồi. Bạn thì thấy rằng Colo lao ra quét rồi. Vâng, quét đây, quét tiếp đây. Không được, không được kịp Terran rồi. Terran chia quân ra hết rồi. Hiện nay thì chắc là phải đưa quân về rồi. Bạn thì thấy rằng hiện nay thì quân đội của Terran đã có cho mình 4 con Viking rồi. Với 4 con Viking này thì vẫn chưa thể nào làm gì được thành 3 thiếu nữ Colo cả, chắc là sẽ phải khoảng tầm gấp đôi số lượng đó. Ba thiếu nữ Colo sẽ cần phải khoảng tầm 9 con Viking các bạn. Hiện nay đã có 6-7 con rồi, cần thêm 2 con nữa. Hiện nay thì Viking bao đẩy lên ở chiến trường các bạn. Chúng ta có thể thấy rằng số lượng Maoder hiện nay là khoảng tầm 11 con rồi. Warpism bị phát hiện rồi, bị Viking phát hiện rồi. Vâng, mất Warpism rồi. Tê đang lao ở đây, một vị trí rất đẹp cho Viking. Nhưng không được rồi, Stalker phát hiện ra Viking rồi. Rút về thôi, Viking đã, vâng, dù Viking hiện nay đang tập hợp ở vị trí phía sau. Số lượng Viking bây giờ mới có 8 con thôi. Vẫn gần mới chỉ gần đủ thôi so với cả Protoss. Protoss đã có khoảng tầm 3 con Colo kia rồi. Và bây giờ quân đội Terran lao xuống cơ. Vâng, sau khi phát hiện ra đối phương để Stalker ở đứng ở vị trí quá xa. Vâng, lao rồi, Fog Fill không? Quân đội Terran thừa thời cơ lao thẳng ra ở vị trí sau. Viking hiện nay đang hở ra đây, Stalker đứng lại chơi Viking luôn. Vâng, một pháo đinh chơi con Viking tiếp theo không? Viking tiếp theo không được rồi, quân đội Terran hiện nay đang. Vâng, có massive core đây rồi, tham warp rồi nhưng không ăn thua. Tham warp đã vỡ rồi. Giờ chúng ta thấy rằng hiện nay quân đội của Viking đang đẩy hết lên, đang có khoảng tầm 11 con đây. Protoss không tiếp tục lên cho mình cái những con cô lũ. Hai Templar đang ở đây lao lên không? Storm rồi, thẳng vào đầu Viking luôn. Viking dụng đây, vâng, Viking dụng rồi.
Hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng Stalker Colo đang lao lên rất khỏe đây. Viking hiện nay đang có còn khoảng tầm 5 con đây. Cũng mất một con Colo rồi. Vâng, hai con này đều chấm máu, một con đã mất rồi. Tiếp theo còn tiếp theo mất này, Stalker còn này Blink về không được rồi. Có quá nhiều Viking ở đây, 4 con rồi. Hiện nay Viking của người ta đã xử lý xong cả Massive Core nữa. Potato đang phải đợi nhập A trông lại rồi. Hiện nay Zlot đã có trạc rồi. Hiện nay Potato đã có cho mình được một giáp rồi, nhưng mà bây giờ vẫn khá yếu so với đạo quân MM thời điểm này. Các bạn thấy rằng Amy Supply của Terran này đã gấp đôi so với cả Potato, anh ấy còn có thêm cả mấy con Ghost ở vị trí sau nữa. Có thể nói thời điểm này là thời điểm mà Terran rất mạnh và anh chỉ cần đổ tiền và anh ấy lấy tiền vả mặt đối phương thôi là anh là Potato có thể tự chết được rồi. Hiện nay quân đội của Terran, vâng, các bạn nhìn thấy đấy, Viking này ơi. Amy Supply Terran này 91, trong đó Potato chỉ khoảng tầm 58 thôi. Khá yếu như vậy. Hiện nay thì đây thêm ba lắc nữa đạt ở vị trí mỏ 3 cho Terran của chúng ta. Hiện nay Potato sẽ làm gì đây? Anh ấy đang đặt thêm cho mình một fork ạ. Anh ấy đang bắt đầu nâng cấp cộng 2 giáp rồi. Hiện nay Storm hai tay lao về có khoảng tầm 4 con này vậy. Hey, Viking đang có bắt đầu lao lên rồi. Viking này đang khoảng tầm bao nhiêu con kia, nhìn qua thì đếm khoảng tầm 8 con nữa bạn. Colo này cũng đã không được tiếp tục lên thêm nữa rồi. Chắc là anh ấy có Patting quyết định đảo. Không lên thêm Colo rồi. Anh chỉ còn một con Colo ở đây thôi. Colo ở đây để mà nhử Viking thôi. Cho nên bây giờ là hai team lao phải tập trung Storm và EMP không được rồi. Bị EMP rồi. Storm hơi bị trượt thôi bạn. Các bạn có thể thấy là hiện nay quân đội của Potato đang phải rút ba con hai team lao ở đây vào phía trên này. Quân đội của Terran có hai. Vâng, lao đây Storm đi. Mất Colo rồi. Bây giờ còn chỉ có mong chờ và giọt chạc với cả hai team lao thôi. Vâng, lao lên Storm, không được rồi. Terran giúp quân của mình về vị trí sao rồi. Một pha Storm, hai pha Storm đã bị gót EMP rồi. Không ổn rồi, các bạn thấy rằng hiện nay hai con hai tem lại nhập thành A trông rồi. Hai con nữa ở vị trí trên kia thấp nhất là cũng nên nhập luôn này, không bây giờ đừng lây lơ nữa làm gì. Bị đối phương tăng ép bây giờ chết luôn đây. A trông hiện nay mất hết Paramasil rồi. Giờ bắt đầu chặt thêm một lần nữa nhưng mà không có xong ở vị trí trong hội để hỗ trợ quân đội lần này. Quân đội của Tây Đan đã chia quân khá đẹp đây rồi, các bạn nhìn thấy rằng Viking đang lượn lờ phía trên đầu tại vì không có việc gì làm cả. Một pha Storm bây giờ mới ra nơi thì cũng không ăn thua rồi. Đã bị gót EMP rồi. Các bạn thấy rằng hiện nay thì quân đội của Tây Đan Potato vẫn còn hai con tem lại ở vị trí sau. Potato bắt đầu wow thêm, vâng, đủ hai tem ra. Storm đây, đúng rồi, một pha Storm rất đẹp thưa bạn. Quân đội Tây Đan nằm xuống vài unit rồi. Thì vấn đề là vẫn còn những con Mao ở đây với cùng với cả những con mê vắc để hồi máu. Group được đưa ra ở đây nhưng có vẻ không ăn thua. Colo ra nơi rồi nhưng mà Viking vẫn còn ở đây. Không ổn rồi, không xử lý Viking, coi như không có cách nào để có thể chơi. Không xử lý Viking, không có cách nào để bảo vệ cho con Colo được cả. Để bạn hai tem lại này không đủ energy để Storm rồi. Không ổn rồi, hiện nay Potato đã mất vị trí mỏ thứ hai rồi. Một pha Storm hơi muộn mà thưa bạn, bây giờ chính là thời điểm mà Potato đã chẳng còn gì rồi. Có lẽ thời điểm GG đã quá gần rồi. Amy Supply hiện nay đã chênh lệch nhau được khoảng tầm 5-4 lần rồi thưa bạn. Không còn gì. Thưa bạn, không còn gì cho game thủ Potato của chúng ta rồi. Trận đấu lần này anh ấy APM của anh ấy lên gần 400 nhưng mà có lẽ chỉ APM để spam thôi, cũng chẳng biết làm gì thời điểm này rồi. Thêm 3 mê vắc lao lên chỉ để hồi máu thôi bạn. Quá là khủng khiếp, 13 con mê vắc rồi. Vâng, 13 mê vắc hồi máu, không biết là phải làm thế nào bây giờ cho Potato của chúng ta rồi. Vâng, hiện nay giọt được đưa ra nhưng mất pylon này vỡ mất một ít rồi. Mấy lỡ mất 300 miro. Vâng, Colo ra nơi lại mất Colo. Bây giờ thì nói chung chả còn gì cho anh Potato của chúng ta. Và như vậy là GG. Vâng, xin chúc mừng Innovation. Anh ấy chính là người đầu tiên của bảng C cầm được tấm vé đi vào trong round 8 rồi. Xin chúc mừng Innovation thưa bạn. Có thể nói rằng là một trận đấu rất hay của ngày hôm nay. Anh ấy đã mở đầu hạ gục hai game thủ Potato, hạ gục Start ở trong cặp đấu thứ hai, hạ gục Patting ở trong Win NMAX. Có thể nói rằng hiện nay thì Innovation đang rất mạnh. Chúc mừng Innovation khi mà anh đã có quyết định rất sáng suốt đó trở về Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình. Và với trận mở màn ngày hôm nay của anh ấy thì Innovation chắc chắn sẽ có một team chuyên nghiệp gọi điện vào ngày mai thưa các bạn. Hello, how are you? Are you okay? Thế là ok luôn. Thế là lại về một team chuyên nghiệp nào đó của Hàn Quốc để thi đấu. Và anh ấy sẽ có một tương lai sáng sủa hơn khi mà chơi cho một team Hàn Quốc. Và xin chúc mừng Innovation. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với cả trận Loser Match diễn ra giữa Maru và Start ngay bây giờ.